Xin chào mọi người đến với video tiếp theo của công ty tư vấn du học L&D. Ngày nay, du học châu Âu vô cùng rộng mở với nhiều chính sách của các quốc gia nhằm thu hút du học sinh quốc tế đến và học tập. Và nếu như bạn đang tìm kiếm một quốc gia có những ưu điểm nổi bật và toàn diện nhất cho hành trình du học của mình, thì quốc đảo Ship là lựa chọn tối ưu dành cho bạn. Và hôm nay, L&D sẽ cùng bạn khám phá một chuyên ngành đang cực kỳ hot tại một ngôi trường ở Cộng hòa Ship. Đó chính là ngành công nghệ thông tin tại trường American College. Và hãy cùng theo dõi tiếp video này của L&D nha! Ngành công nghệ thông tin tại trường American College, trường cao đẳng Hoa Kỳ ở Ship, giúp bạn có sự nghiệp vững chắc trong lĩnh vực kỹ thuật viên sửa máy tính, thiết kế website, khoa học máy tính. Với visa du học Ship ngành công nghệ thông tin, bạn sẽ được vi vu khắp châu Âu và được miễn phí 100% chi phí dịch vụ tại công ty tư vấn du học L&D. Vậy chúng ta hãy cùng điểm qua những lý do nên chọn ngành công nghệ thông tin tại trường American College nhé. Đầu tiên, sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ thể hiện các kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định, cũng như là tư duy phản biện và sáng tạo. Thứ hai, sinh viên sẽ có đầy đủ các kiến thức về khoa học máy tính, tính toán và lập trình, sửa chữa máy tính và có kỹ năng làm việc theo nhóm hiệu. Tiếp theo, sinh viên sẽ kết hợp giữa lý thuyết, kỹ thuật và công cụ từ ngôn ngữ lập trình trong phân tích và thiết kế hệ thống. Và cuối cùng, phát triển tính tự chủ và độc lập của cá nhân, trường trang bị đầy đủ kiến thức và cơ sở vật chất hiện đại nhằm tạo cho sinh viên một môi trường học tập tốt nhất. Về chương trình đào tạo của ngành công nghệ thông tin sẽ gồm có hai chương trình đào tạo chính. Đầu tiên là chương trình học cao đẳng ngành kỹ thuật viên sửa máy tính. Thứ hai, chương trình học cao đẳng ngành khoa học máy tính. Hãy cùng L&D tìm hiểu kỹ hơn về từng chương trình sau đây nhé. Đầu tiên, chương trình học cao đẳng ngành kỹ thuật viên sửa máy tính, thời gian học 2 năm tương đương 120 tín chỉ. Yêu cầu đầu vào là bạn tốt nghiệp trung học phổ thông, học phí 9.000 euro trên 1 năm, kỳ nhập học sẽ vào tháng 2, tháng 6 và tháng 10. Các môn bạn được học trong chương trình này, đầu tiên là môn học chung, các bạn hãy cùng tham khảo nhé. Môn tự chọn miễn phí, sinh viên được miễn phí theo học bất kỳ khóa học nào do trường cung cấp. Các chứng chỉ chuyên môn, chứng nhận của Cisco, CCNA, chứng nhận MCSA trên Windows Server và cuối cùng là chứng nhận CEH về lưu trữ các dữ liệu. Thứ hai, chương trình học cao đẳng ngành khoa học máy tính, thời gian học trong 2 năm tương đương 120 tín chỉ. Yêu cầu đầu vào là bạn tốt nghiệp trung học phổ thông, học phí sẽ khoảng 9.000 euro trên 1 năm. Kỳ nhập học sẽ vào tháng 2, tháng 6 và tháng 10. Và trong chương trình này sẽ có các môn học chung, các bạn hãy cùng tham khảo nha. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1800 555514 hoặc fanpage tư vấn du học Kiên Giang và địa chỉ văn phòng của chúng tôi tại L1 căn 36 đường số 9 khu Sóc Hoa Phú Cường Gạch Giá Kiên Giang và địa chỉ chi nhánh 526/27 Phạm Văn Đồng phường Linh Đông thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của L&D. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha.